mừng tất cả mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với bóng chuyền BCT và Facebook Bảo Hộ. Sửa đi. Anh Cường đó rồi nhỉ? Thôi để anh kêu anh Cường lại rồi. Để kêu anh Cường thôi. Để lấy nó tắt, nó mới tìm bố đấy. Đừng dậy đấy, dậy đấy. Không phải nó ở bên kia qua, ở bên khán giả sang là mình không đỡ được. À biết rồi, nhưng mà tí nữa mới bấm, nhưng mà nó xa quá, kiểu nó xa quá. Dùng bằng tay rồi. À. Không được, cái nó phải bấm thôi. Vâng, kính chào tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục quay trở lại với trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ môn bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh năm 2024. Cuộc đối đầu giữa các chàng trai của Công an Lộc Hà ra quân trong trang phục áo màu trắng. Hai ngoại binh của họ, ba ngoại binh của họ đó là Evado Dias đến từ Brazil. Chàng trai đang thi đấu trong màu áo của Khánh Hòa cùng với Đoàn Nhỏ và Lê Đức Tuấn của Hà Nội. Sẽ đối đầu với đội bóng đối thủ của họ đó là Công an huyện Kỳ Anh trong trang phục đỏ với ba ngoại binh đó là Dương Phương Nam, Nguyễn Thanh Tùng của Tràng An Ninh Bình và Phong Liêu Bãi Biển Bà Rịa Vũng Tàu. Hai đội sẽ thi đấu trong 3 hiệp thắng 2. Trên sân thì đang là màn khởi động lưới của cả hai đội. Do kênh YouTube trình Volleyball BCT của HD Bank đang gặp trục trặc ở khâu phát trực tiếp và bị Plop chặn lại trong vòng 4-5 ngày tới. Cho nên là Bank sử dụng Facebook Bảo Hộ và kênh YouTube mới là Bóng Chuyền BCT để tác nghiệp giải đấu này cho anh em xem. Do là kênh mới cho nên khả năng hiện diện và tìm kiếm là tương đối khó khăn một chút. Chính vì thế mà rất mong những cái chia sẻ, những cái like, những cái cổ vũ của tất cả anh em để cho nhiều anh em có thể thấy được link của kênh mới này để có thể đón xem. Anh em nào đã vào được kênh của Bèng rồi thì cho Bèng xin một cái chia sẻ lên Facebook các kiểu anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trên sân đang là màn khởi động tuyệt vời của cả hai đội. Vừa rồi là pha cái bóng mất bóng của ngôi sao Brazil. Đang có những người hâm mộ đến từ các nước bạn. Hiện tại thì bạn không có chúng lại ở đây nên là bạn không đọc được. Bạn không đọc được tiếng của các bạn. Rất mong các bạn thông cảm. Chiếc vé đầu tiên thì chưa anh em ơi, mới chỉ là ngày thi đấu thứ hai thôi, chưa anh em ạ. Lợi thế nhiều nhất thì vẫn đang Liên Quân Cảnh Sát ở bảng D.
Pha khởi động cũng chẳng chúng ta sẽ khởi động Thanh Tùng. Đó là Thanh Tùng. Tiếp theo chúng ta sẽ trông chờ pha khởi động của tuyển thủ đến từ Nam Mỹ, Evado bằng tuổi với AD Vàng anh em ạ. Sinh năm 1988, hôm nay các đồng đội còn lại gọi anh bằng chú đô rồi. Và có vẻ như là ban tổ chức không cho khởi động lưới nữa anh em ơi. Cuộc duy đánh sân 2 và sắp sửa đánh anh em ơi. Cuộc duy đánh sân 2 và sắp sửa đánh rồi. Gặp cảnh sát cơ động. Công an thành phố gặp cơ động anh em ơi. Cụ thể là Quốc Duy và Hàm Anh Hùng sẽ đối đầu với Thanh Sang và Trường 2K. Anh em xem ở trên sao vàng Việt Nam Volleyball. Kênh mới anh em ơi, kênh cũ của em bị hạn chế like mấy hôm anh em ạ. Sân 2 là sao vàng Việt Nam anh em nhá. Anh em vào đẩy like, đẩy view do kênh của mình rất là mới, cho nên là cũng hơi khó để tìm kiếm. Anh em đã vào được rồi thì cho mình xin một cái chia sẻ anh em nhá. Trước khi có giải đấu này, chúng ta gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến đơn vị tài trợ chính của giải đấu Agribank chi nhánh Hà Tĩnh. Đây là trận đấu đầu tiên của cả hai đội ở bảng đấu này thôi quý vị ơi. Ở bên kia thì trận đấu của công an thành phố và cảnh sát cơ động đã bắt đầu rồi. Vâng, chúng ta quay trở lại với nội dung chính trận đấu giữa Lộc Hà và Công an huyện Kỳ Anh nào. Alo, bởi vì theo quý vị khán giả khi quay phim chụp ảnh tóc chế độ đẹp và lát, xin cảm ơn.
là đội phát bóng. Đường 1 hay. Chuyền 2 của Lộc Hà là anh Hoàng Việt. Chuyền 2 rất nhiều tuổi. Có lẽ là cao tuổi nhất của giải đấu này khi đã hơn 40 tuổi. Điểm số đầu tiên thuộc về Lộc Hà. 1-0. Và ra tay của Phong Liều. Điểm cho Huyền Kỳ Anh 1-1. Sau trận đấu này chúng ta sẽ được nghỉ và sẽ quay trở lại vào đầu giờ chiều. Số 3 là Evado, số 1 là Lê Đức Thuận. Và như vậy ở trận đấu này thì Lộc Hà sử dụng Đức Thuận và Evado, trong khi đó Phong Liều và Thanh Tùng là hai ngoại binh của đội bóng áo đỏ. Và phạt bóng lỗi, điểm Lộc Hà 2-1. Kênh trình của Vàng bị cấm phát trực tiếp mấy hôm anh em ạ. Mấy hôm nữa thì mới phát lại được. Rất là buồn nhưng là cũng không biết làm thế nào. Mong anh em yêu mến và sẻ chia. Và để bóng rất mạnh của Thanh Tùng. 3-1 dành cho Chị Lôi. 2-2 dành cho Kỳ Anh. Công của Evado. Điểm cho Kỳ Anh 3-2. Một pha chuyền bóng hơi thấp của anh Hoàng Việt. Vẫn là một tình huống bóng đập phong tỏa Evado. 4-2. Và thành công đầu tiên của Evado. Bóng vẫn còn anh em ạ. Đúng rồi. Chuyền bóng phải cao như vậy thì Evado mới đánh mới sướng anh em ơi. Đúng rồi. 3-1. Can Lộc Chiều anh em ơi, Can Lộc Chiều gặp Ngân Hàng. Chiều Can Lộc sẽ gặp Ngân Hàng trận đấu đầu tiên. Ngồi Evado liên tục. Câu trả lời của Thanh Tùng. Điểm gì anh? 5-3. Điểm Lộc Hà 4-5. Anh ơi, anh gọi em à? Em khỏe. Đúng rồi, em đang quay giải Hà Tĩnh nãy, em để máy trong túi em không nghe. Vâng. Tuyển quốc gia đâu được đi. Vâng, vâng. Vâng ạ. À, sao anh nói sao cơ? Không, Tuấn Kiên nó đi Đài Loan rồi mà. Vâng. Nó đi được hơn tuần rồi. Điểm vâng ạ. 6-5. Chắc là 3 năm anh ạ. Không, thằng Cú Bắc thôi, đánh trẻ Đà Nẵng là cụ thằng Cú Bắc. Vâng ạ. Điểm kia anh 6-6. 6-6 anh em ơi, xin lỗi anh em có cuộc điện thoại đến anh em ạ, phải nói chuyện một chút. Điểm số là 6-6.
Trận đấu tiếp tục cân tài cân sức anh em ơi. Và phạt bóng của Thanh Tùng. Thanh Tùng đối đầu với Ebado. Và phạt bóng đi ra ngoài rồi. Điểm cho Lộc Hà 7-6. Trận thành phố anh em xem trên sao vàng Việt Nam Volleyball của Vũ Hồng Đăng. Thanh Tùng cao tầm 1m91 anh em ạ. Và ra tay của Phong Liêu. 7-7. Đội mỏ đánh và thắng 2-0 trận đấu đầu tiên rồi anh em. Anh em có thể xem ở trên Facebook Bảo Hồ và xem ở trên kênh Bóng Chuyền BCT. Có anh em nhé. Và phạt bóng tiếp tục đi ra ngoài. Điểm Lộc Hà 8-7. Một pha đào giếng của Phong Liêu. Điểm cho Kỳ Anh 8-8. Đã cân tài cân sức. Đâu của anh Trọng Sam nhiều chứ. Do là kênh YouTube của Bèng mới thay đổi trong những ngày kênh trình gặp trục trặc cho nên là chưa anh em nào biết nhiều. Anh em vào like chia sẻ giúp cho ADBN để nhiều anh em được biết đến anh em nhé. Và như vậy là điểm cho Lộc Hà 9-8. Pha đánh bóng tầm cao của Evado. Chào 300 anh em đang xem ở trên Facebook Bảo Hộ và 334 anh em đang xem ở trên kênh Bóng Chuyền BCT, kênh mới tinh tinh của ADBN. Bèng và mọi người sẽ đi hết giải đấu này trên hai nền tảng này anh em nhá, cho đến khi kênh chính được mở lại. Sau đó là tình huống phá trắng của Phong Liêu 9-9. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể đẩy like, đẩy view cho ADBèng bằng những cái chia sẻ, đặc biệt là một cái đăng ký kênh và một cái theo dõi anh em nhá. Rồi. Bên kia Quốc Duy ăn hành rồi anh em ạ. Đội công an số 2 vâng, và như vậy thêm một pha thì bóng của Evado 19 rồi. Thành phố đang đánh và đang bị dẫn 15-9 anh em ơi. Thành phố đang đánh với Cơ Đồng và đang bị Cơ Đồng dẫn 15-9. Điểm của thành phố 10. Cơ Đồng họ có dàn nổi binh cực kỳ chất lượng, có lẽ chất lượng nhất giải đấu này luôn. Và đá bóng của Evado 11-9. Evado 94-95 gì đấy anh em ạ. Sau đó thì Huyền Kỳ Anh được lời từ pha phạt bóng hỏng của Lộc Hà 10-11. Can Lộc đánh sân bên kia nhưng mà chiều mới đánh anh em ơi. Chiều Can Lộc gặp ngân hàng trận đầu tiên ở sân 2. Và thì bóng chưa có điểm của Evado. Hàng sau của Phong Liêu. Và thật là hàng sau của Phong Liêu 11 đều. Ôi, Evado 2m này anh em. Trời ơi, 2m thì quá ghê. Chuyển cho đồ thấp quá anh em ạ. Nhưng mà cũng mệt đấy anh em. 37 tuổi là cũng không đùa đâu anh em ơi. Quay cho 2C là thở ra đấy anh em ạ. 12-11 rồi. Ok, cảm ơn Nam Nguyễn. Evado 2m anh em ạ. Điểm kia anh 12 đều. Vâng, và như vậy là điểm cho Kỳ Anh 12 đều. Giải Quảng Bình là truyền 2 Quảng Bình chất lượng anh em ạ.
Và chúng bóng uy lực của Lê Đức Thuận. 13-12. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy lại Đức Thuận anh em ạ. Anh em ơi, đẩy cho em một like, một chia sẻ, một cái view khi anh em vào xem ở trên kênh YouTube mới anh em nhá. Tình huống ghi điểm hàng sau của Phong Liêu. 13-13. Gần tài gần trước. Rồi cho Huyền Kỳ Anh. Phong Liêu không thể vượt thẳng được Đức Thuận. Evado hàng sau. Và tấn công hàng sau mãn nhãn của Evado. 14-13. Evado cũng già rồi anh em ạ. 37 tuổi rồi. Bên kia thì công an thành phố đang vì cơ động cho án hành rồi anh em ạ. 15-13. Vâng, Lộc Hà xin đổi ý rồi. Đội Kỳ Anh xin tạm dừng hội ý. À xin lỗi, Kỳ Anh xin đổi ý rồi. Chúng ta đến với trận đấu của thành phố. Quốc Duy, phòng thủ hay. Hành 17 thay bằng Men Hương anh em ơi. Hành 17 thay bằng Men Hương rồi. Chào anh Gà nhá. Đúng rồi, giống cái ông chỉ đi bình luận ở Anh Sơn đúng không? Bùi Bảo Đô. Bùi Bảo Đô nhá. Thầy giáo anh nhá. Bùi Bảo Đô. Anh kia anh bị cấm liên live stream mấy hôm em ơi. Anh kia anh bị cấm live stream mấy hôm em ạ. Vẫn là tầm cao của Phong Liêu. Phong Liêu vẫn rất tốt. 14-15. Một pha trúng đầu của Lê Đức Thuận, bóng bay trở lại. Phòng thủ của Evado không được rồi. 15-15. 16-18. Điểm Lộc Hà 16-15. 17-18. Và như vậy là thêm một điểm số nữa được dành cho Lộc Hà. 16-15. 16-16. Cảnh sát cơ động 19-17. Cơ động 17-16. Đội Lộc Hà có sự thay đổi vận động viên.
7 ra sân, số 2 vào sân, số 1 ra sân. Sau 7 như vậy là Lộc Hà thay đổi chiến thuật, thay đổi người chiến thuật rồi. Điểm công an thành phố 18-19. Bật rất cao của Phong Liều. Đoàn nhỏ. À, nó không thành công của đoàn nhỏ. 17 đều. Phương Nam chưa được vào anh em ạ. Thái Nguyên hồi sáng đánh rồi anh em ơi. Tiểu bàn gấp Crong 20-18. Ok, anh cảm ơn em trai Trần Đình Thọ nhá. Chúc em và công ty Trường Thọ Hana luôn luôn phát triển. Chúc cho anh em quê hương 74 Quảng Trị, Đắk Rông à, luôn luôn sức khỏe và luôn luôn tuyệt vời. Cảm ơn Trường Thọ Hana nhá. Và như vậy là thêm một câu trả lời của Lộc Hà. 18-17. Mỏ đánh một trận và thắng một trận rồi anh em ơi. Mỏ thắng một trận rồi. Anh cảm ơn Trường Thọ Hana nhá. Câu trả lời của Thanh Tùng. 18 đều. Trọng tài xác định đội công an thành phố. Điểm cảnh sát cơ động 21-19. Câu trả lời của đoàn nhỏ 19-18. Điểm công an thành phố 20-21. Lộc Hà xin thay đổi vận động viên. Số 8 ra sân, số 1 vào sân, số 2 ra sân, số 11 vào sân. Rồi để giấy đi đến này nhé. Câu trả lời của Nội Bình đó là không thành công của anh Hoàng Việt. 19 đều. Anh Hoàng Việt hơn 40 tuổi rồi anh em ạ. Hơn 40 tuổi thì chúng ta cũng không đòi hỏi anh Hoàng Việt có thể có được sự nhanh nhẹn như là thời trai trẻ. Evado và anh Hoàng Việt cộng lại là cùng hơn 70 rồi. À, nắm mấy rồi. Điểm Lộc Hà 20-19. Vâng, theo chị Mỹ Anh thì nếu như anh Hoàng Việt và Evado cộng lại là hơn 90 tuổi anh em ạ. Ok, anh cảm ơn Y Mận Hà Điệp nhá. Em cảm ơn anh Y Mận Hà Điệp. Cảm ơn anh. Câu trả lời của Thanh Tùng 20 đều. Trận đấu cân tài cân sức anh em ơi. Anh Nam Lạng gặp à nửa cân rồi. Sân bên kia anh em ở xem trên sao vàng Việt Nam Volleyball đấy anh em. Sao vàng Việt Nam Volleyball. Một pha tình huống lao dài và dứt điểm của Lê Đức Tuấn. 21-20. Điểm công an thành phố 22-27. Và tạt bóng của Phong Liêu. 21 đều. Bật cầu thật. Giải này anh em tuyển thủ Việt Nam không được đánh anh em ơi. Ba lãnh đạo đội tuyển Việt Nam không cho đi anh em ạ. Tập trung cho CV League. Số 18 ra sân. CV League Indo. Đội công an thành phố xin tạm dừng. Bên kia thì công an thành phố để cho đội bóng của Cơ Đồng có điểm set boy rồi anh em ạ. 24-22 rồi. Chào Nguyễn Văn Đạt, chào mọi người nhá. Mọi người nhớ chia sẻ mọi người ơi. Thêm một điểm nữa cho Kỳ Anh. 22-21. Lần đầu tiên trong trận đấu Huyền Kỳ Anh đã vượt lên.
Lộc Hà xin hỏi ý lần cuối cùng ở trận đấu này. Trường 2K đang đánh ở bên kia kìa anh em, đang đánh mà đang dẫn trường Quốc Duy 24-22 ở set 1 kìa. Cảnh sát cơ động thay đổi vận động viên. Trường nè. Ai trường này, trường này búng búng búng. Anh huấn luyện viên anh đứng ra khu vực chiều. Một số 1 ra số 4 vào. Điểm Lộc Hà 22 đều. Và như vậy là ngay trong khi hỏi thì Lộc Hà đã có điểm số 22 đều. Ba và lớn giá vẫn như là ba thường thôi anh em ơi. Ba và lớn giá vẫn như là ba thường thôi. 690 anh em ạ. Trả lời của Phong Liêu. Bật quá ghê anh em ơi, bật quá ghê. Phong Liêu bật ghê quá anh em ơi. Hết thời gian tạm dừng. Ở bên kia thì Quốc Duy đã có những cú hay để Quân Bình điểm số 24 đều rồi. Lại là Phong Liêu 24-23. Phương Nam là ngoại binh anh em ơi. Phương Nam là ngoại binh của đội bóng huyện Kỳ Anh bên kia. Nhưng mà chưa được vào sân. Số 3 vào sân. Số 2 ra sân. Số 78 vào sân. Cảnh sát cơ động 25-24. Cảnh sát cơ động thay đổi vận động viên. Cặp nào thay thì vào đúng lên. Số 2 ra 11 vào. 14 ra 1 vào. Và đào diễm của Thanh Tùng. Bóng đi ra ngoài. 25-24. Cảnh sát cơ động 26-25. Trận này đều anh em ạ, cân tài cân sức. Vâng, và như vậy là Lộc Hà đã vượt lên. Và huyện Kỳ Anh xin hỏi bên kia thì đang giây phút sinh tử. Nếu như mất điểm ở tình huống này thì áo vàng sẽ thua set 1 và phạt bóng của trường 2K. Chúng ta xem áo vàng làm gì. Bước 1 tốt của Quốc Duy. 26 đều cho công an thành phố. Cả hai đều là sinh tử nóc ao anh em ơi. Cả hai đội bóng đều đang là sinh tử nóc ao. Trận đấu của chúng ta tiếp tục 25-24. Điểm 27-26. Cơ hội đây rồi.
Thành Tùng ơi, 25 đều. 28, 26. Ở bên kia thì công an thành phố ngược dòng thành công, thắng lại 25, 28, 26 anh em ơi. Hai pha đánh bóng mất điểm liên tiếp của Thanh Tràng. Một pha đánh bóng ra ngoài và một pha đánh bóng không qua lưới. Bên này thì Evado trả lời 26-25. Trận đấu tưng bừng, tưng luôn anh em ạ. Evado nói được tiếng Việt anh em ạ, nhưng mà nói được ít. Thành Tùng có điểm rồi, 26 đều. Màu chắc là có kèo nồi lẩu rồi, chắc là lại có nồi lẩu liên hoan trưa nay anh em ạ, mới nhảy chung thế. Anh em có thể donate para cho ADB nhá. Câu trả lời của Lê Đình Quân, 27-26. Trận đấu quá cân tài cân sức. Anh em có thể donate para cho ADB bằng link tặng quà trên màn hình anh em ơi. Cổ vũ động viên cũng như là giúp bạn có thêm nhiều kinh phí để có thể tác nghiệp được những giải đấu khi mà kênh trình của ADB không thể live stream. Câu trả lời của Thanh Tùng, 27 đều. Anh chàng Văn Điệp nha, đúng rồi, Thái Nguyên thì không còn gì để bàn anh em ạ. Chàng trai này luôn luôn thi đấu máu lửa. Bắt lỗi cướp bóng của công an huyện Kỳ Anh, 28-27. Căng như dây đàn luôn. Năm trăm anh em đang xem ở trên kênh YouTube mới rồi, đó là một lượng view cũng rất là khủng đấy anh em ạ, cho một kênh vừa mới live stream ngày hôm nay thôi. Như thế là quá tuyệt vời rồi. Phong Liêu, cái tâm của Phong Liêu, tầm đánh quá cao của Phong Liêu, 28 đều. Anh em đội tuyển Việt Nam không được đánh anh em ơi. Tuyển Việt Nam tập trung cho giải đấu sắp tới, không nhả tại anh em ạ, không cho đi. Và đánh bóng ra ngoài của Lê Đức Quân, 29-28 cho Huyền Kỳ Anh. Bên kia thì cơ động tự bắn vào chân mình, họ dẫn 24-22 nhưng mà vẫn thua. Cơ hội nào, em đưa lên quán cà phê, anh đi làm anh nói nha, vô là vợ anh nhận nữa. Quán cà phê Ben Công Tử đối diện ngân hàng cái tránh á. Vâng, và như vậy tỷ số cực kỳ hấp dẫn, 29-29. Nóng máy à? Có quay đâu, cắm điện nguồn đi, bỏ sang vào. Điều công an thành phố 21. Hai chi đều, trận đấu tiếp tục. Phóng Liêu và để bóng ăn vạ không
thành công và chờ quyết định của trọng tài. Hình như là đã có lưới của Lộc Hà, chúng ta chờ trọng tài hỏi ý rồi, có vẻ như đã có lưới chạm lưới. Đáng biệt đỏ đến ngay đường đất tài thì ta rối. Hình như là có lối chạm lưới thì phải anh em ạ. Đồ ra cái, có biết tiếng gì không mà cái. Vâng, điểm rồi. Điểm cho Lộc Hà 30-29. Không biết anh Đồ nói gì với trọng tài nhỉ? Nói tiếng bản địa Brazil hay là nói tiếng Việt? Hay là nói bằng tiếng Anh nhỉ? Ông bắt tôi cái gì? Ý là anh ơi, anh bắt em là bắt cái gì anh ơi? Trọng tài bảo là bình tĩnh để anh thổi còi và anh không bắt mày. Đây. Pháo liêu 30 đều. Ngày hôm qua thì Thanh Hà đã để cho Thị Gia Hồng Linh giành thắng lợi với tỷ số 30-28. Nhưng bây giờ trận đấu này thì đã là 30 đều. Lại là bảo đồ 31-30. Bảng điểm của chúng tôi hết lâu rồi. Điều công an thành phố 43. Chắc hỏng rồi. Thử cắm vâng, 32-30 dành cho Lộc Hà. 32-30 dành cho Lộc Hà. Xét đấu này và như vậy là Lộc Hà tạm dẫn đối thủ một xét. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn và màn nhãn của cả hai đội. Một màn rượt đuổi tỷ số trong mơ và trong mơ. Cảm ơn sự theo dõi và chia sẻ của tất cả mọi người. Nếu mình thì đây là lúc anh em có thể đẩy like, đẩy view cho ADBank anh em ơi. Một like, một view, một cái chia sẻ nào. Chúng ta gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến đơn vị tài trợ chính của giải đấu Agribank chi nhánh Hà Tĩnh. Thay mặt những người làm công đoàn truyền thông gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc phát triển đến với quý Agribank Hà Tĩnh. Cảm ơn mọi người. Bên cạnh đó thì mình cũng đang là nhà phân bổ sản phẩm giày sóc vàng chuyên cày sân bê tông anh em nhá. Những đôi giày mà trên sân chúng ta đang thấy số 12 của các chàng trai công an huyện Kỳ Anh đang mang, hay là những đôi giày của Libero của đội tuyển Hậu Lộc Hà. Những đôi sóc vàng cực kỳ chất lượng. Sắp hết bền, chiếc giày sao vào sân bê tông, tất sao vàng, đang like kênh mới anh em ơi, kênh cũ bị flop và bị cấm like trong khoảng 7 ngày. Liên hệ số điện thoại 0974947711 hoặc Zalo 0974947711 xin cảm ơn. Bên cạnh đó, FBN cũng nhận booking quảng cáo cho các nhãn hàng để tăng độ phủ sóng và nhận diện thương hiệu trên mạng xã hội với chất lượng tốt nhất và hiệu quả. Mọi nhu cầu xin liên hệ qua số hotline 0974947711 hoặc Zalo 0974947711 xin chân thành cảm ơn. Đội cảnh sát cơ động xin tạm dừng. Vâng, và như vậy là cả hai đội đều vẫn chưa vào sân để thi đấu trận đấu thứ hai của trận đấu thứ ba. Sau trận đấu này chúng ta sẽ được nghỉ anh em nhé. Vâng, và như vậy là chúng ta tiếp tục trở lại nào. Là không. 57.
Không phải như vậy là trước mắt của chúng ta sẽ là trận đấu thứ hai. Trận đấu giữa Lộc Hà áo trắng và Công an huyện Kỳ Anh áo đỏ. Trận một là cuộc rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với thắng lợi nghẹt thở 32-30 dành cho huyện Kỳ Anh. Và đây là trận thi đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai thì hai đội đã đổi sân rồi. Đâu nhỉ? Và như vậy là điểm số đầu tiên dành cho Lộc Hà. 1-0. Điểm Kỳ Anh 1-0. Và như vậy là điểm Kỳ Anh 1-0. Điểm Lộc Hà 2-1. Sau đó thì lại đổi điểm cho Lộc Hà 2-1. Điểm Kỳ Anh 2-0. Không phải như vậy là đổi điểm lại cho Kỳ Anh 2-0. Kỳ Anh đến với giải đấu này với hai đại diện, một đội bóng của huyện và một đội bóng của thị xã. Và xử lý của Thanh Tùng 3-2. Trưởng công an thành phố 10-6. Tâm Nguyễn ơi, sai via tỷ số gì à? Tỷ số đúng mà bạn. Tỷ số 2-3, 3-2 mà, đúng rồi. Và để bóng ra ngoài của Lộc Hà, điểm cho Kỳ Anh 4-2. À, về tỷ số của trận đấu à? Đúng rồi, đúng rồi. Hơi nhầm ở tỷ số của trận đấu. Lộc Hà đang nhấn một xét. À, như vậy là điểm cho Lộc Hà 3-4. Đúng rồi, cảm ơn mọi người, đúng rồi. Và điểm số của tỷ số, đúng rồi ạ. Đúng rồi, tỷ số xét. Bèm không để ý lắm anh em ơi. Xin lỗi anh em, đúng rồi, bèm vừa sửa rồi ạ. Cảm ơn anh em. Điểm Kỳ Anh 5-3. 12-6. Và bờ lốc Evado của Thanh Tùng 6-3 cho Kỳ Anh. Kỳ Anh đang trở lại khá là mạnh mẽ ở xét 2. Em chào Lê Bảo Bình nhá. Kênh trình của Bèn đang có sự cố về livestream, cho nên là đang bị cấm live mấy hôm ạ. Cho nên là Bèn live đỡ kênh này. Anh em có thể đăng ký kênh này. Kênh này là kênh phụ của đây Bèn nhá. Kênh trình sẽ trở lại trong khoảng 4-5 hôm nữa anh em ơi. Và rồi vạch 3m của Evado 4-6. Kênh YouTube mời của anh là Bóng Chuyền BCT. Bóng Chuyền BCT nhá. Bóng Chuyền BCT mọi người ạ. Điểm 5-6. Điểm Cảnh sát cơ động 8-13. Điểm
của điểm kỳ anh 7-5 Thanh Tùng 7-5. Lo trong tay bắt cái cứ đạn à, bờ lóc phong tỏa phong liều của Lê Đức Quân 6-8 điểm con thành phố 15-9 bảo hộ á đây em bảo hộ mở khoảng á đây em và như vậy là đổi thêm một điểm nữa dành cho Lộc Hà. Điểm của anh số 7-8 6-10 và như vậy là Kỳ Anh xin tạm dừng trận đấu để hỏi ý. Quay trở lại với trận đấu nào, điểm số sát sao 7-8 và mổ bóng của Phong Liêu điểm thứ 9-7 không anh em ơi, trận này mới là trận đấu đầu tiên của bảng này thôi. Không ý là hồi nói là hỏi câu hỏi là hai đội đi thua của ai loại quá. Vâng, và như vậy là đổi một điểm cho Lộc Hà 8-9. Trận này không ai loại anh em ơi, trận này mới là trận đầu tiên của hai đội thôi. Điểm Lộc Hà 9-10 17 ra 2 vàng. Như vậy là đã có thêm một điểm nữa dành cho các chàng trai của Lộc Hà rồi. 9-10 phát bóng là đội trưởng Lê Đức Thuận. Giành nhau rồi. Phong Liêu không thể chiến thắng được Evado. Tiếp tục là Phong Liêu lọt chắn Evado. 11-9
luôn. Không phải như vậy là điểm đổi Lộc Hà 10-11. Trận đấu này như chung kết anh em ạ. Cân tài cân sức. Hầu như đội bóng nào tổ chức tấn công thì đều ghi điểm. Tình huống phòng thủ hay, nhưng cơ hội vẫn dành cho Thanh Tùng. Thanh Tùng lần thứ hai vẫn không thể chiến thắng được hàng chắn. Evano đã di chuyển hàng sau của Lê Đức Tuấn và bỏ nhỏ không đi qua lưới. Điểm cho Huyền Ký Anh 12-10. Đó rồi. Điểm cảnh sát cơ động 13-20. Điểm Lộc Hà 11-12. Nỗ lực không thành công của Lộc Hà. Điểm Kỳ Anh 13-11. 13-11. Trả lời của Evado nhưng phòng thủ tốt của Kỳ Anh. Thánh Tùng và tầm bóng ra ngoài 14-11 rồi. Nếu áo đỏ đang xét này thì sẽ phải đánh xét 3. Đội Lộc Hà xin tập dừng ngủ ý. Không phải như vậy là điểm đổi cho Huyền Ký Anh 15-11 rồi. Anh em yêu mến, cho bạn thêm những cái like, những cái chia sẻ anh em nhá. Kênh rất mới. Sau sự cố của kênh Trình thì đây là kênh rất mới, cho nên là rất ít anh em biết đến. Câu trả lời của Evado. Điểm là 12-15. 12-15. Đánh lại. Sáu.
điểm con thành phố 24-17. Điểm Kỳ Anh 17-14. Kết thúc trận đấu, đội công an thành phố thắng đội cảnh sát cơ động 2-0. Vâng, mà như vậy là ở bên kia thì thành phố đã đánh bại cơ động với tỷ số là 2-0 rồi. Câu trả lời của Lê Đức Xuân ở bên này. 15-17. Điểm Kỳ Anh 18-15. Và như vậy là tiếp tục đổi cho Kỳ Anh 18-15 rồi. Áo đỏ thắng sáng nay để chúng ta xem sẽ thi đấu thứ ba nào. Điểm Lộc Hà 16-18. Điểm đổi Lộc Hà 16-18. Trận đấu cân tài cân sức căng như dây đàn luôn anh em ạ. Câu trả lời của Lê Đức Tuấn không thành công. 19-16. Xin chào anh em vừa trở lại từ sao vàng miền Nam và những kênh ở sân số 2. Lịch các trận buổi sáng ở sân số 2 đã hoàn thành rồi. Anh em vừa mới trở lại ở bên này. Không đánh loại trực tiếp anh em ơi. Mỗi bảng 4 đội lấy 2 đội nhất nhì. Số 15 ra, số 2 vào. Không phải như vậy là đoàn nhỏ lại vào sân. Rời sân đó là một nội binh và cùng với Đức Thuận ra ngoài. Sau đó là một tình huống gáy bước 1 và cơ hội không thể tuyệt vời hơn dành cho Thành Tùng. 20-16. Giải không có 3T anh em ơi, 3T lên tuyển rồi. Điểm công an Lộc Hà 17-20. Và sau đó thì đã có điểm đổi dành cho Lộc Hà 17-20. Chào hơn 1.000 anh em đang xem ở trên cả hai nền tảng nhé. Đây là đều là những nền tảng rất là xa lạ đối với anh em khi có sự góp mặt của Bèng. Kênh trình của Bèng thì đang gặp trục trặc và chưa thể phát trực tiếp ít nhất là cho tới một tuần tới. Cho nên là chúng ta sẽ chạy ở những kênh này. Cho nên là rất mong nhận được những cái ưu ái của tất cả mọi người nhá. Và như vậy là thêm một điểm nữa dành cho Kỳ Anh 21-17. Nick hoàn toàn mới anh em ạ. Nick hoàn toàn mới cho nên là được sự tương tác đang còn rất nhiều hạn chế. Nó phụ thuộc rất nhiều anh em. Và ra tay của Evaro 18-21. Kênh của em phải hơn 6 ngày nữa thì mới có thể tiếp tục là quay trở lại anh em ạ. Sẽ gặp lại mọi người ở giải Thanh Hóa. Ngày cuối của giải Thanh Hóa thì kênh của Bèng sẽ trở lại. Câu trả lời không thành công. 19-21. Công an Đồng Hà 19-21. Công an Nguyễn Kỳ Anh xin dừng trận đấu. Lần thứ hai, ván chiếu thứ hai. Và như vậy là Kỳ Anh đã phải chia tầm nhưng ngồi trong cái để cho đối thủ áp sát khoảng cách rồi. Anh Cường đâu nhở, máy sắp hết pin rồi. Máy này hết pin rồi này, không biết sạc ở đâu nhỉ.
Đã hết thời gian, xin mời hai đội vào sân tiếp tục thi đấu. Một tốt rồi. Thành Đông lối chuyền này, chuyền quá là khó đánh. Rồi ra ngoài rồi, phải không phải trong chân anh em ơi. 22-19 rồi, mở cửa tự do anh em ơi, giải mở cửa tự do nhá. Công an và sự thêm của vận động viên số 8 là số 1 vào. Số 15 ra số 2 vào. À xin lỗi, số 2 ra số 15 vào. Câu trả lời ấy bắt đầu không được rồi. Trời ơi, phản công. Không liêu. 23-19 bản về một xét 3 chắc chắn hiện hữu rồi. Rõ ràng là phải đánh xét 3 rồi. Hãy pin. Em cắm rồi, em vừa cắm. Và ném gạch của Evado. Điểm số 20-23. Mở cửa tự do anh em ạ. Mở cửa tự do anh em ơi, vào xem thoải mái anh em nhá. Chắc chắn là xếp 3 rồi nếu như mà áo đỏ thắng được trận đấu này. Trận đấu này cân tài cân sức anh em ạ. Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng với nhau. Phòng liều bật rất bon. Thành Đông vẫn còn. Phong Liêu 21-23. Lộc Hà cố lên. Và chắc chắn là Huyền Kỳ Anh cũng vậy. Họ muốn trận đấu ít nhất là một xét nữa. Trực tiếp 22-23. Không thể đoán trước được điều gì. Evado 37 tuổi rồi anh em ạ. Trong khi đó chuyền 2 của Evado là hơn 50 tuổi. Bước 1 tốt. Tùng ơi, câu trả lời 23 đi. Chuyền hai hơi thấp, một pha chuyền hai hơi thấp anh em ơi. Những gì mà các chàng trai Huyền Kỳ Anh tạo ra vừa bị xô đổ. Giấc mơ về một xét ba đang dần dần mất đi. Dẫn 4 điểm rồi nhưng mà bây giờ đã là đều rồi. Rõ ràng thì tinh thần chiến đấu của Lộc Hà sẽ được lợi hơn. Ôi rồi xong, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. 24-23. Một tình huống chặt bóng quá kinh nghiệm của Lê Đức Thuận. Mỏ đánh cho Cẩm Xuyên anh em ơi. Gáy bước 1 thì toang rồi. Toang rồi, toang rồi. Tình huống sửa sai của Thanh Tùng. 24 đều. 23 cái bước 1 liên tiếp của Libero ở bên Huyền Kỳ Anh. Có vẻ như thằng trai này bị một chút về tâm lý rồi. Nãy nãy bóng nó đập bên này sang, đập bắt cái này ngoảnh sang bên này luôn. Lưới đây. Khán giả ném từ sau ra. Câu trả lời của Phong Liêu.
25-24 lại có cơ hội trở lại rồi. Ai nó đập bóng xấu đá mà cái thầy đứng quay lại em luôn. Tủ đánh cho ngân hàng anh em ơi, đẩy like đẩy view anh em ơi, một like một view một chia sẻ nào. À, và bóng ra ngoài của Thanh Tùng, 25-25. Xét 1 là 32-30. Xét 1 là 32-30 anh em ạ. Phong Liêu, Phong Liêu, tầm quá cao của Phong Liêu, 26-25. 26-25. Phong Liêu bật quá cao anh em ơi. Có. Sau đó là một tình huống cay bước một thôi, trời ơi, của Bùi Bảo Đô. Và như vậy hai đội hòa nhau một đều. Trước mắt của chúng ta sẽ là trận đấu thứ ba. Trận đấu thứ ba sẽ đấu để phân định tấm vé chiến thắng của cặp đấu này. Quá mãn nhãn và đẳng cấp. Chúng ta dành một chút thời lượng cho nhãn hai hàng sao vàng anh em nhá. Sắp hết bèn, chương dây sao vàng sân bê tông, tất sao vàng, tất e xích ngắn, dài, bò gối entitin đỏ hoa kỳ ngắn, dài áo giữ nhiệt sao vàng ngày, với tiêu chí mang giá trị tốt đẹp cho thể thao Việt Nam và khát vọng chinh phục. Liên hệ số điện thoại 0974947711 hoặc Zalo 0974947711 xin cảm ơn. Bên cạnh đó, FPN cũng nhận booking quảng cáo cho các nhãn hàng để tăng độ phủ sóng và nhận diện thương hiệu trên mạng xã hội với chất lượng tốt nhất và hiệu quả. Mọi nhu cầu xin liên hệ qua số hồ lăn 0974947711 hoặc Zalo 0974947711. Xin chân thành cảm ơn. Càng nhanh. Trước mắt của chúng ta sẽ là trận đấu quyết định anh em nhé. Bảng đấu này ngoài hai đội bóng này thì còn có Vũ Quang của trường Tràng Bom Tấn Phát và Cẩm Xuyên của Mỏ Hồng Bùi Cường nữa anh em ạ. Vâng, chào anh Thắng Nguyễn, chào tất cả mọi người. Đây là một kênh YouTube hoàn toàn mới của AD Bèng, mới tạo hồi tối thôi. Nên là anh em vào xem, đẩy like, đẩy view cho AD Bèng anh em nhá. Kênh trình bị flop rồi. Chẳng mấy hôm rồi anh em ạ. View kém hẳn luôn anh em ơi. Phong Liêu đồ phải 80%. Để nó còn 80%. Đồ vẫn rồi, máy Phong Liêu lên đi. Phong Liêu chắc cái nó cuối. Điểm hơi đáng tiếc của đội bóng Lộc Hà đó là chuyền hai của anh Hoàng Việt đã khá là lớn tuổi. Anh ấy hơn 50, trong khi đó Bảo Đô là 37. Cộng lại là cũng sắp xỉ 90 rồi anh em ạ. Có lẽ. Ôi nhanh thế, cắm vào nó lên 5% này. Vâng, chúng ta cùng trở lại ở trên volleyball. Điểm số của hai xét đang là 1-1. Xét đầu thì là 32-30, xét 2 là 27-25. Và đây là xét 3. Xét knockout. Anh em ơi, đẩy like cảm ơn anh em. 700 nào, lên 700 like đầu tiên ở trên kênh YouTube nào. Hồi nãy trận đấu kia thì trận đấu của Hương Khê thì mình lên được 1.000 anh em ạ. Lên 1.000 ở một kênh mới tuê. Kênh kia bị cầm live stream 7 hôm anh em ơi. Câu trả lời của Evado. Điểm cho Lộc Hà 1-0. Điểm công an Cần Lộc 1-0. Lộc Hà. Tật từ đây. Tật từ. Anh kia bị cấm lại 6 hôm nữa anh em ạ. Hôm qua là ngày đầu và 6 hôm nữa. Và để bóng ra ngoài của Phong Liêu. 2-0.
Xanh Đỏ sẽ chỉ trở lại được ngay thi đấu cuối của giải Công an Thanh Hóa thôi anh em ạ. Giải đó đánh mùng 6, mùng 7, mùng 8. Nhưng mà đến ngày mùng 8, ngày cuối cùng thì kênh đó mới được mở lại anh em ơi. Từ đây đến đó là không có gì. Nên là rất mong được anh em chia sẻ để chúng ta đi những giải đấu đó anh em nhá. Sau đó là tình huống ghi điểm của Phong Liêu. 1-2. Đúng là tai bay và gió anh em ạ. Ngày hôm qua kênh bị những sơ phạm và bàn bóng ghi điểm trực tiếp 2-2. Hàng sau của Lê Đức Tuấn chưa có điểm. Phong Liêu và chém bóng của Phong Liêu quá nhẹ. 3-2. Một kênh mới mà có hơn gần 700 người theo dõi là quá đẳng cấp rồi đấy anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký nhá. Anh em nào đã vào được rồi, cụ thể là 637 anh em đang xem ở trên kênh YouTube. Mọi người bấm chút thời gian cho mình xin một like đường link kênh này lên ở trên Facebook của mọi người để cho có thêm nhiều người có thể có được link nhá. Bởi vì tìm với cụ phạm như kênh là khá là khó tìm anh em ạ. Bóng chuyền BCT nhiều người gõ không ra anh em ơi. Và như vậy là thêm một điểm nữa dành cho Lộc Hà. 4-2 ở trận đấu 15 điểm. Sắp tới đây thì sẽ có rất nhiều bom tấn hồi làng liên tiếp và liên tiếp anh em ạ. Sau giải đấu này là Công an Thanh Hóa 6-7-8. Rồi là ở Quảng Bình 12, 13, 14, 15. Rồi là ở Hải Dương. Rồi là Kim Diamond. Rất nhiều anh em nhá. Cho nên là anh em chúng ta thu xếp thời gian để chúng ta đón xem. Tình huống phòng thủ hay của Phong Liêu. Thanh Tùng và ra tay của Thanh Tùng. 4-0. Ok, cảm ơn anh Hưng Cao ạ. Bây giờ thì đã tìm được rồi đấy anh. Anh em nào tìm không được, anh em vào kênh cũ kéo nó lên. Kéo hết lên là sẽ thấy. Và block của Thanh Tùng phòng tỏa Bảo Đô. 5-4 rồi. Lộc Hà không phải không tràn vào sân. Hơi đáng tiếc cho Lộc Hà khi mà thể lực của anh Hoàng Việt cũng không cho phép anh có thể thi đấu với 100% khả năng. Và phá chắn của Bảo Đô 5-0. Điểm Công an Lộc Hà 5-0. Câu trả lời của Thanh Tùng theo quyết định của trọng tài, bóng ra ngoài sân chưa chạm chắn. Công an Lộc Hà vươn lên 6-5. Chàng trai của Lộc Hà 7-5. Đội Công an huyện Kỳ Anh xin tạm dừng. Vâng, và như vậy là huyện Kỳ Anh đã phải xin tạm dừng trận đấu để tham ao rồi. Họ để cho đối thủ có được 3 điểm số liên tiếp, dẫn 1 điểm nhưng bây giờ lại thua lại 2 điểm rồi.
Trận đấu của chúng ta tiếp tục nào. Vẫn là dây phạt bóng của Bảo Đô. Người anh cùng cha khác ông nội với Adebeng. Adebeng là Bảo Vàng, còn đó là Bảo Đô. C này đánh 15 điểm. Đúng một tốt của Thanh Tùng. Thanh Tùng vẫn còn. Vẫn là thì không có bằng không qua. 8 năm đổi sân. Quả đấy qua là ăn đấy anh em ạ. Quả đấy qua là ăn. Cảm ơn anh Trần Thủy. Kênh Bèng bị dính spam anh em ơi. Kênh chính của Bèng bị dính spam. Spam của bạn thì hôm qua hỏi về mỏ hồng ấy anh em ạ. Nó quy cho là tin nhắn rác và các kiểu, cho nên là bị chặn like 7 hôm anh em ơi. 7 hôm sau thì mới mở lại, cho nên là Bèng like ở trên Facebook và kênh bóng truyền BCT này. Anh em đăng ký để đi hết giải đấu này anh em nhá. Chứ kênh được mở lại thì giải đấu này cũng đã xong rồi. Cho nên là rất mong được anh em yêu mến và chia sẻ. Đặc biệt là gửi tặng cho Bèng một món quà động viên khích lệ cổ vũ. Chứ Bèng có thêm nhiều kinh phí để tác nghiệp được những giải đấu tiếp theo. Mất kênh kênh kia không like được thì không có thu nhập anh em ơi. Thực sự là không có thu nhập. Câu trả lời tốt. 6-8 cho Công an huyện Kỳ Anh. Ok anh, cảm ơn em gái Trang Bù nhá. Idol của em chiều nay đánh đấy. Chiều nay gặp Tú MC. Buồn anh em ạ. Kênh chính mất thu nhập thì mày bây giờ chỉ quay cho vui thôi anh em ạ. Câu trả lời của Lê Đức Tuấn. 96 rồi. 96. Bóng truyền thì vẫn là khá là lành so với bóng đá anh em nhỉ. Bóng đá vẫn dễ va chạm và chấn thương hơn bóng truyền anh em ạ. Bóng truyền đa số thì hầu như có chấn thương thì cũng chỉ là những tình huống bị lật sơ mi thôi, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tính mạng. Bóng đá thì nguy hiểm hơn anh em nhỉ, đặc biệt là bóng đá phủi, bóng đá phong trào, sự va chạm là sẽ trực tiếp hơn. Cảnh sát cơ động thua rồi anh em ạ, thua thành phố 2-0 rồi. Câu trả lời của Thanh Tùng. 79. 79. Giờ dây chằng thì Bèng cũng đã từng trải qua anh em ạ. Ai bị dây chằng thì sẽ hiểu. Thời gian mình trở lại sẽ rất là lâu. À chằn bóng ơi. 89 rồi. 89 rồi. Ngân hàng chiều này đánh anh em ơi. Ngân hàng chiều này đánh sẽ gặp Phương Lưu Đạt. Gặp Phương Lưu Đạt và Dũng Nhỏ. Chiều nay ngân hàng sẽ đánh trận 1 ở sân số 2. Và bờ lốc của Phong Liêu. Cơ hội đây này. Đây này Phong Liêu. Ghi đều. Ghi đều. Rõ ràng là chuyền hài anh Hoàng Việt đã mất rất nhiều thể lực rồi. Đơn giá giờ quá. Cổ Bèng vẫn chưa nặng lắm nên là 32, 32 bạn ạ. 32 bằng một con iPhone anh em ạ. Tiếp tục là vào bóng trên cần của Phong Liêu. 19. Trận đấu này hấp dẫn từ đầu đến cuối anh em ạ. Trận đấu này cả ba xét xét nào cũng rượt đuổi điểm số cả. Xét nào cũng rượt đuổi điểm số luôn. Yeah.
Trận đấu này sáng giờ đây là trận đấu cân bằng nhất anh em ạ. Xét đầu thì là 32-30, xét hai thì là 27-25. Hết thời gian tạm dừng. Hết time out. Trận đấu của chúng ta trở lại tỷ số 19 dành cho các chàng trai của huyện Kỳ Anh. 700 anh em đang xem ở trên kênh YouTube mới của Bóng Chuyền BCT rồi. Chiều nay Bèng sẽ đổi tên là AD Bèng cho anh em dễ tìm. Câu trả lời đoàn nhỏ vẫn còn bóng liêu trong sân. 11-9 rồi. Anh cảm ơn Trang nhá, cảm ơn Trang vừa donate cho anh nhá. Anh cảm ơn em gái rất nhiều. Anh em ơi, ngoài bấm chia sẻ, bấm đăng ký kênh thì anh em có thể gửi tặng cho Bèng những chai nước đấy anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đặc biệt là nhớ bấm like anh em nhá. Chiều sân 1 ở sân số 2 sẽ là Can Lộc đối đầu với Ngân Hàng. Cụ thể là Phương Lưu Đàn, Dũng Nhỏ, Phúc Con Cuông đối đầu với Tú MC, Mạnh Cường và Thắng Con. Câu trả lời của Lê Đức Quân 10-11. Anh thầy thông báo trên live stream chứ anh cũng chưa vào xem Trang ạ. Anh thầy có thành công nhưng mà không biết là của ai. Số 2 phát bóng. Để anh vào anh xem cái đấy nhá. Không phải của em Trang ạ, à, của một người khác. Của một người khác em ạ. Của một bạn khác. Nhưng vẫn cảm ơn em nhá. Câu trả lời đi ra ngoài. 12-10. Anh ơi, đừng nói mấy cái câu ấy, em bị sập lại. 12-10. Quan Hiệp Kỳ Anh thay đổi vận động viên liên. Kênh kia của Bèng bị spam hôm qua nên đang bị chặn like mấy hôm anh em ơi. Kênh chính của Bèng đang bị chặn like mấy hôm cho nên là Bèng like kênh phụ đã. Kênh chính sẽ mở lại sau mấy hôm nữa. Cẩm Xuyên thắng 2-0 anh em ạ. Mỏ Hồng Bùi Cường đánh tốt lắm. Đến lượt đội bạn cũng 7 người anh em ạ. Buổi này đói bụng rồi. Đói bụng cho nên cũng hơi lãng chút anh em ạ. Và để bóng hay của Đức Xuân 11-12. Bảo Đô đang ra nghỉ. Bảo Đô đang hàng sau cho nên là đang ra nghỉ anh em ơi. Anh em ơi, chúng ta cũng đừng nặng lời quá với trên 2 anh em ạ. Chú ấy đã 54 tuổi rồi. Chú ấy đã 54 tuổi rồi, chú Việt đã 54 tuổi rồi. 54 tuổi nhưng vẫn còn thi đấu đến xét 3 của một trận đấu căng như dây đàn thì anh em cũng phải thông cảm anh em nhá. Hơn nữa sở trường của họ không phải là đánh bóng anh em ơi. Và block của Bùi Bảo Đô. 12 đều. Bảo Đô lại vào sân rồi. Bảo Đô lại vào sân rồi. Năm mươi bốn tuổi rồi đấy anh em ạ. Chú đấy với là Bảo Đô cộng lại là hơn 90 tuổi. Chú ấy và Bảo Đô cộng lại là hơn 90 tuổi luôn. Bèng đã chia sẻ rất nhiều rồi. Chuyền hai là anh Hoàng Việt, người đã chuyền hai rất nhiều giải đấu cho Công an Lộc Hà. Thể thao thì tuổi tác nó không trừ một ai anh em ạ. Đến cả anh Bảy bây giờ còn không thể nào mà ok được thì làm sao chú Việt có thể đẳng cấp được mãi anh em.
Bảo đồ 2 mét anh em ơi, bảo đồ đúng 2 mét luôn. Bảo đồ 2 mét anh em ạ. Bảo đồ là anh trai của Bảo Vàng, cùng cha nhưng mà khác ông nội. Một ca live trên kênh YouTube rồi. Một ca live trên kênh YouTube rồi quý vị ơi. Bên kia Phương Nam cũng đã vào sân. Phương Nam vào sân thay cho Thanh Tùng. Đây này, Phong Liêu. Phong Liêu. 13-12. 13-12. Sáng giờ kênh của bạn cũng lên gần được 1.000 người đăng ký rồi anh em ạ. Cũng lên được gần 1.000 người đăng ký rồi. Chắc chắn những ngày tiếp theo anh em sẽ dễ tìm trang này hơn. Thì vẫn xem live bình thường anh em nhá. Anh em vẫn sẽ xem live được bình thường. À, đục chắn của Bùi Bảo Đô. 13 đều. 13 đều. Hôm nay đài mới quay. Ở bên kia thì Phong Liêu rồi. Mạch Bòi rồi. 14-13. Qua nơi thì anh thay đổi vận động viên số 4 vào sân, số 3 vào sân. Trận này cực hay anh em ơi. Trận đấu này cực hay. Trận đấu này rượt đuổi điểm số mãn nhãn luôn. Đẹp rồi. 14 đều. Anh Hoàng Việt cứ dồi bóng cao như cây sào, thế thì ai có ai chắn tới Bùi Bảo Đô lắm anh em ạ. Bóng của Bùi Bảo Đô là kiểu như vỏ hồng ấy, cứ phải là cây sào dọc bưởi cơ. Pha chuyển hai hơi thấp, không có nhiều cơ hội cho Tùng Gà pha dứt điểm đó. Chuyển cao là được anh em ạ. Lại nhắc nhở rồi. Đúng rồi, đội nào thắng cũng xứng đáng cả. Đó là Thanh Tùng. Trận đấu này chưa có một trận đấu nào mà dừng lại ở khuôn khổ là 25 điểm hay là 15 điểm cả anh em ạ. Đều bị vượt qua. Trận đầu là 32-30, trận sau là 27-25, trận này là 15 đều. Và dùng mặt chắn bóng của Thanh Tùng. Bảo Đô vẫn còn nguyên. Thanh Tùng nỗ lực của Lê Đức Quân. Nguy hiểm. Sai. Bảo Đô kìa anh em ơi. Sai. Pha bỏ nhỏ của anh tôi quá đẳng cấp. Sai ơi. Bảo Đô sẽ là người bán bóng. Quay phim chụp ảnh không sử dụng đèn flash, xin cảm ơn. Bảo Đô bỏ quả bóng lạnh lùng anh em ạ. Kênh kia của Bambi cấm like mấy hôm rồi anh em ơi. Và đó thắng Trung Quốc với tỷ số là 2-1.
ngược dòng thành công trước các chàng trai của huyện Kỳ Anh. Cảm ơn sự theo dõi, quan tâm và chia sẻ của anh em. Anh em ơi, kênh rất mới, mong anh em có thể bấm chia sẻ, bấm đăng ký kênh để nhiều anh em khác được xem trọn vẹn giải đấu này ở trên nền tảng mới anh em nhé. Chiều ngày hôm nay ở sân số 1 sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo. Trận đấu đầu tiên vào lúc 14 giờ đó là Liên Quân Cảnh Sát gặp Thạch Hà. Trận đấu thứ hai, Vũ Quang gặp Lộc Hà. Trận đấu cuối cùng sẽ là Hương Khê gặp Thạch Hà. Chiều hôm nay Cẩm Xuyên không đánh ở sân số 2. Sân số 2 buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu đầu tiên ở sân số 2 vào lúc 14 giờ đó sẽ là các chàng trai của Cát Lộc đối đầu với Agribank. Trận đấu thứ hai, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh. Và trận đấu thứ ba là thị xã Kỳ Anh với Ngân Hàng. Chiều hôm nay Ngân Hàng đánh 2 trận. Cảm ơn sự theo dõi, cổ vũ, động viên cũng như là những anh em đã donate cho ADVN. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Xin tạm biệt và xin chào và hẹn gặp lại. Trần như hay nhất, có trần đấu là lấy được khoảng cách 2.